đầu tiên Trịnh Hội xin kính chào quý vị đến với chương trình Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp cùng với Trịnh Hội và bác sĩ Hannah Hạnh Vũ. Hôm nay cũng giống như những chương trình khác thì chúng ta có một khách mời khác. Trịnh Hội sẽ nhờ bác sĩ giới thiệu người khách mời cũng như là chào tất cả mọi người hôm nay ạ. Dạ, xin chào quý thính giả của Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp Show. Hôm nay Hạnh có một cô khách rất là quý tại vì cô là cô bạn thân của Hạnh và cũng là một người bác sĩ Thủy Trina Nguyễn. She has an optometry medical clinic, thực ra hai cái medical clinic, và Hạnh mời cô đến hôm nay tại vì Hạnh muốn hỏi biết thêm về cái chủ đề What is new and latest, mới nhất về optometry. Nhưng mà thưa quý vị ơi, bác sĩ cũng điều này bác sĩ nói nó cũng chính xác nhưng không đầy đủ lắm, tại vì Trịnh Hội cũng là bạn của bác sĩ Thủy này luôn chứ không phải mình bác sĩ không. Em chào chị Thủy, rất vui được gặp chị lại với chương trình của chúng ta, tại vì chị đã lên show này rồi thì nhờ chị đầu tiên là gửi lời đến tất cả khán thính giả, rồi sau đó là chị cho biết về những cái điều bác sĩ vừa mới nói đi, những cái điều mới lạ nhất trong cuộc sống của chị nhưng bây giờ trong công việc của chị. Dạ, xin chào quý khán thính giả của Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp. Xin chào Hannah, chào Trịnh Hội. Dạ vâng, chào chị. Rất là hân hạnh được gặp lại hai bạn. Mấy năm nay mình chưa lên nhưng mà mình đã gặp nhau cũng là thường xuyên. Mình chưa lên chương trình nhưng mà mình đã lên những chương trình khác để mà giúp cho những người Việt Nam. Tại vì cả bác sĩ lẫn chị Thủy đều là trong một cái nhóm giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Hôm nào là phải nói về cái nhóm đó nữa, tại vì nhóm đó nó cũng rất là đặc biệt, bao gồm các bác sĩ thường đi về Việt Nam, nhưng mà đó không phải là chương trình hôm nay. Chị Thủy, như bác sĩ vừa trình bày thì chúng ta đã là bạn với nhau, thì giờ chị có cái điều gì mới lạ nhất chia sẻ không? Thôi mình nói về mấy bữa này đi nha. Mấy bữa này mình biết nó là ai cũng làm việc ở nhà, gọi là work from home. Rồi con của mình cũng là phải học from home. Và toàn là online hết. Tất cả mà mọi người online. Yeah, rồi. Ngay cả mẹ thì cũng lên YouTube. Rồi Thủy cũng lên học được một vài chiêu nấu ăn ở trên YouTube. Ai cũng dùng Mac rất là nhiều. Bởi vậy khi Thủy lại thấy có nhiều người vô văn phòng và khám mắt, nói nó là sao mà mắt tôi thấy mờ, lâu tôi thấy mờ, chắc tôi cần mắt kính mới. Bác sĩ khám cho tôi kính mới. Nhưng mà hai bạn biết gì không? Quý vị biết gì không? Phần đông á, Thủy lại thấy là lý do mà họ thấy mờ mà lâu lâu mới thấy mờ đó là vì họ bị khô mắt. Mà khô mắt là vì khô sao? Mắt. Khô mắt là tại vì họ dùng mắt rất là nhiều để mà chăm chú, để mà nhìn vào những cái screen, những cái màn ảnh. Chứ không phải khô mắt là tại vì không cho mắt uống nước đủ hả? Đó, không có cho nó. Và cũng có nhiều người nói là tại sao tôi bị khô mắt, vì mắt tôi bị chảy nước mắt sống, làm một tí xíu, đọc một tí xíu đó là muốn ướt ướt mắt. Nhưng mà cái nước mắt sống đó là không phải là nước mắt tốt, không phải nước mắt bình thường của mắt của mình. Nước mắt mà cũng có nước mắt tốt với nước mắt xấu nữa. Đúng vậy đó. Dạ, vâng. Khi mình khóc á là nước mắt xấu. Có nhiều người nói là tại sao vì nó mặn, nó làm sót mắt. Nó làm sót mắt, nó không phải là nước mắt bình thường. Phải có nước mắt bình thường. Như vậy nước mắt bình thường nằm đâu ra chị? Nước mắt bình thường đó là chứ không phải là nó có túi đây rồi thì mình khóc cũng nước mắt đó, rồi mình cười cũng nước mắt đó. Đúng vậy, cái túi ở trên này đó là gọi là tear gland đó quý vị. Và Hạnh và Trịnh Hội. Cái tear gland đó là nó ra nước mắt. Nhưng mà ở trong cái mí mắt của mình đó, nó có những cái tuyến khác. Cái tuyến nó gọi là meibomian gland, đó là cái tuyến nó chiết ra những cái dầu nè, những cái mỡ nè, để lý do tại sao để mà ba cái đó nó hợp lại á, nó mới thành nước mắt tốt. Nước mắt tốt là nước mắt không có dễ bị tan theo không khí. Nếu mà mình mà có nước mắt gọi là xấu, đừng nói nước mắt cá sấu nha, nhưng mà nước mắt xấu nghĩa là nước mắt nó dễ bị tan. Nó dễ bị tan thì là nó không cái có này tồn tại. Quý vị ơi, trước lần đầu tiên sống gần 50 tuổi rồi mình mới biết được rằng là có nước mắt xấu và có nước mắt tốt. Mà Hạnh có cái hình chiếu lên meibomian gland là gì hả? Thủy có thể nói thêm chi tiết meibomian gland là cái gì mà tại sao mình cần phải nhỉ ra cái chất mỡ đó mới giúp cho cái mắt nó đỡ bị khô. Và nó khác với cái tear gland. Nó khác với tear gland. Cái tear gland ở trên này, nhưng mà meibomian gland khác là... và túi gì đó. Mấy cái tear gland là nó trên này, nhưng mà meibomian gland là trong cái mí mắt của mình. Và mình nói về cái meibomian gland như Hạnh đã hỏi đó, là
quý vị tưởng tượng như thế, cái lớp nước trên đó là một cái lớp mỡ nó luôn luôn nó trồi lên trên, nó là nó prevent evaporation, là nó ngăn chặn cái sự tan của cái nước mắt của mình theo không khí. Nếu mình không có làm đủ cái chất mỡ đó đó thì là bao nhiêu cái túi nước mắt làm việc nó sẽ ra là nó sẽ bị tan theo không khí. Vì vậy á, mình lại thấy mờ mà nó lại gây ra viêm trên cái giác mạc. Mà những khi mà mình không có đủ nước mắt hay là cái giác mạc bị viêm thì là mình sẽ bị khô mắt. Và thậm chí mình khô mắt nhiều thì là mình sẽ bị muốn nheo nheo cái mắt. Nheo nheo cái mắt rồi thì là sẽ nhăn. Bị nhăn. Là đi đến kiếm hạnh nha. Phải cần đi gặp bác sĩ Hana. Và bao nhiêu năm nay những cái tác động mà giống như cái habit mà mình nhìn á. Quý vị biết không, hai bạn biết không, khi mà mình chăm chú mình nhìn, khoa học đã từng nghiên cứu mà nói là mình không có chớp mắt bình thường. Khi mà mình chăm chú mình concentrate, mình coi cái bộ phim này hay quá, hay là mình coi cái YouTube, hay là mình đang học bài hay là gì đó, thì là mình chỉ chớp tí xíu thôi, hai cái mí mắt của mình nó chớp như vậy thôi. Mình quen chớp luôn vậy đó, mình chớp có 50% mà. Mình nãy giờ thấy trịnh hội chớp rất là tốt. Nếu mà mình chớp ít á, thì là cái hai cái mí mắt của mình nó không có chạm với nhau đó. Thì cái meibomian gland nó không được hoạt động tốt. Mà năm này qua tháng nọ mà nó không có hoạt động tốt á, thì nó sẽ bị giống như là bị suy. Như vậy thì mình có cách nào để mình làm cho nó tốt hơn không chị? Cái cách mà mình làm tốt hơn một đó là mình phải nhớ là mình phải break thêm để mình chớp mắt. Không có chớp mắt mà nhíu con mắt, nhưng mà ít nhất mình phải nhớ, mình phải gọi là complete blinking. Mình phải ráng mình tập cái thói đó. Phải chớp mắt là chớp luôn chứ không phải là chớp phân nửa. Chớp phân nửa. Vâng. Mà phải là nhớ là khoảng mỗi 20 phút mình phải take a break. Mình đang nhìn cái gì mà chăm chú đó, mình phải take a break, mình nhìn lên, mình chớp mắt. Khoảng 20 giây thôi chứ không có lâu, mà không có tốn nhiều thì giờ mình không có bị ấy. Nhưng mà nếu mà mình có thể làm được như vậy, mình tập cái thói quen như vậy nó rất là tốt. Ok, quý vị nhớ nha, là khi đang coi một cuốn phim hay thì cố gắng 20 phút là phải ráng nghỉ con mắt bằng cách là chớp khoảng 20 giây. Và chớp đầy đủ chứ đừng có chớp phân nửa. Vâng. Cứ như là gặp con gái đẹp thì chừng 20 phút thôi cũng phải nhìn chỗ khác nha. Đó là vậy. Rồi em mời chị nói tiếp. Quá hay. Dạ vâng. Cái đó là ý rất dạ, tốt. Không, cái đó là đó, chị sự chia sẻ rất chị sự chia sẻ rất là chân thật từ một người đàn ông. Thôi mình nói tiếp. Dạ vâng, mời chị. Nếu mà mình mà không có chớp mắt thường và mình cứ chăm chú như vậy năm này qua tháng nọ đó, thì là cái meibomian gland nó sẽ bị suy. Có ai ở đây mà có cái nhà có máy rửa chén mà không bao giờ rửa chén mà dùng cái máy thành ướp chén không? Có. Bao nhiêu năm tự nhiên cái mình vặn cái máy rửa chén lên cái nó xiết hết, nó không có làm việc nữa. Tại vì mình không có làm việc, mình không có cho nó làm việc thì nó sẽ bị hư. Nhá. Nhìn bởi vì nhớ nhìn ai thì không chớp mắt nhưng chỉ 20 phút thôi nha. Và nếu mà như vậy á, năm này qua tháng nọ thì là cái meibomian gland nó sẽ bị yếu đi và nó sẽ bị mất, nó sẽ bị suy. Thì mình làm sao mình biết mình được phải làm gì? Mình phải có cái máy mà mình đo. Bây giờ nó có những cái máy mà nó có thể như là siêu âm vậy đó, nó đo coi là cái mình còn bao nhiêu meibomian gland. Nhưng mà nếu mà nó đã siêu rồi đó, mình có thể mình như là cấp cứu nó lại được không? Tốt. Bằng cách như là mình cấp cứu nó lại, đúng là bác sĩ dùng chữ có khác luôn. Câu hỏi đó rất là hay bác sĩ Hana, rất là hay Hạnh. Vì có nghĩa nó sắp chết rồi, giờ mình cứu nó lại đó chị. Có một số thì là có thể cứu lại, nhưng mà phần đông á, nếu mà nó mà đã bị hư rồi á, là nó vĩnh viễn không có thể cấp cứu. Vậy mình phải giữ. Nhưng phải làm mình sao nào? Trước, phải làm mình sao trước, giữ cho mình phải giữ. Nó không bị hư chị. Rồi trước tiên là mình xem coi mình đã bị hư chưa, tại vì trời cho right, mình sau đầu tiên là phải thử, có máy thử. Mình phải có máy rồi, mình bây đo. Giờ nếu mà nó còn chưa hư thì làm gì nè? Nếu mà chưa hư thì là mình phải ráng, mình phải giữ cho nó tốt bằng cách như là chị đã từng nói nhé. Nháy mắt, more frequent blinking. Ok. Deep blinking. Đừng dòm ai trong vòng 20 phút mà không chớp mắt. Rồi. Nếu mà nó bị hư, nó có nhiều lý do bị hư lắm. Một trong lý do bị hư đó là nó bị nghẽn, là cái meibomian gland đó, nó tiết ra những cái chất mỡ, nhưng mà cái chất mỡ đó nó quá đặc. Thì mình phải sau khi mình đo mình mới biết đó là cái chất mỡ của mình tốt hay là không. Thì mình sẽ có bác sĩ nhãn khoa
và bác sĩ ophthalmologist và optometrist có những cái phương pháp, những cái chữa trị mà có thể giúp quý vị về để mà mình duy trì lại những cái meibomian gland cho nó tốt. Vâng. Em còn muốn hỏi chị nhiều hơn nữa, nhưng mà chị vừa mới nói là những cái đó là mình có thể làm cho nó tốt hơn. Còn bây giờ lỡ mà nó hư luôn rồi sao chị? Mình sẽ làm gì? Coi như là giờ con mắt nó sẽ khô luôn à? Đúng vậy, nếu mà con mắt mà nó khô thì là mình có những cái phương pháp khác để mà mình giữ được những cái nước mắt mà mình còn ở lại. Cái lý do em Trịnh Hội muốn hỏi chị là, thưa quý vị, tại vì Trịnh Hội để ý là tại vì con mắt Trịnh Hội cách đây khoảng chừng 15 năm thì đã có làm laser cùng với em bác sĩ không mà em bác sĩ Hạnh lại là người làm về mắt, thì mổ đó thì nó rất là tốt. Ngày xưa là mắt Trịnh Hội nó bị cận khoảng chừng âm 3 độ, nhưng mà sau này thì nó là 20/20 là hoàn toàn tốt. Nhưng mà Trịnh Hội có cảm giác như là con mắt tự nhiên nó hơi khô lại, cái đó có đúng không chị? Và khi mà mình làm laser đó, con mắt mình nó bị khô lại, thì thứ nhất là có phải là vì mình làm laser hay không, và thứ hai là mình làm gì để cho nó bớt khô? Một trong cái side effect của laser đó là làm khô mắt, nhưng mà phần đông nếu mà mình trẻ đó thì là cái đó nó chỉ là tạm thời thôi. Rất là buồn nói với Trịnh Hội, đó là một trong lý do mà bị khô mắt là vì mình già. Già hơn tí xíu. Thì mỗi khi mà có nghĩa là Trịnh Hội cứ tưởng là già. Laser, nhưng không ngờ là tại mình già thôi. Không được đổ thừa laser hoàn toàn 100%, không được. Ok. Như vậy thì làm sao để mình con mắt mình nó bớt khô chị? Mình phải dùng nước mắt nhân tạo. Có nước mắt nhân tạo mà có những cái tear plug mà mình có thể bịt cái đường thông nước mắt để mà nó tồn tại trên mắt mình hơn. Có những khoan giữ mấy cái câu trả lời. Dạ vâng, tại vì mình hết giờ cho cái phần đầu rồi. Xin quý vị theo dõi với chương trình Skin Zone khỏe trẻ đẹp với phần 2 sau khi vài cái commercial. Vâng. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hana Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hana Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.